Đến với kênh Nguyễn Vlog cuộc sống nhà trọ. Hôm nay vợ chồng mình đổ bánh xèo thịt bằm các bạn, ngon lắm các bạn. Chồng mình đang làm đó các bạn. Đây thịt bằm, mình bỏ thịt bằm vô trước. Đậu hũ luôn, miếng đậu hũ nữa. Rồi đều ra vào trong cái mình bỏ nhiều giá giờ. Nó bọt vô vậy. Vô vô chín nha, nóng nóng nha. Rồi được rất cái vậy. Giờ mình đổ bánh xèo vô các bạn. Đổ bột vô mình là bánh xèo. Đó, vậy ngon lành không? Chính giữa còn trống vậy. Điều ra là điều điều ra cái mình bỏ thịt vô nè. Thịt gì nữa? Rồi mình bỏ hai giá vô nè. Đây củ sắn, bột thịt bằm, đơn giản vậy thôi là ngon các bạn. Giờ chuẩn bị đổ đổ thêm cái khác nữa. Chuẩn bị trước. Đây bánh xèo này mình bánh xèo mặn này chỉ khác bánh xèo chay chút là mình bỏ thịt thịt vô thôi. Còn cái bánh xèo chay thì mình bỏ món cái món chay vô thôi. Ủa, xong để cái dĩa anh để chị anh. Bánh xèo đâu rồi? Rồi, được rồi nè. Đây, cái này ngon à, hả dạ? Rồi xong luôn. Không, tại đó, cái đó nó trống nãy mình thấy mà. Giờ khỏi bể ra, nó không có. Quá. Chỗ đó nó bị trống, không có bột. Nó nói vậy đó. Hồi nãy là bị cái chỗ đó dầu nhiều quá, nó trống không có bột. Kệ, cũng ngon rồi. Dầu nhiều hết vậy. Cái này đẹp nhưng cái đó không đẹp. Không sao không sao. Được nè, đẹp nè. Ngon lành. Đừng đổ dầu nha, mấy này có dầu sẵn rồi. Đây là mình đổ thêm một cái nữa các bạn. Thịt bằm. Cái điều bây giờ thì để trống như nãy nè, chỗ này còn trống nè, như đổ chỗ đó ngon lành rồi đó. Còn đủ hai cái nữa giờ. Thôi, xin chào bạn nhé, hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã ghé thăm kênh Nguyễn Vlog cuộc sống nhà trọ. Vợ yêu của mình ngồi cái buồn thấy ghét chứ. Xin chào bạn nhé. Nếu thích hãy đăng ký kênh để ủng hộ vợ chồng mình nha các bạn. Cảm ơn các bạn nhiều. Cái mặt trời vô nó kinh không.